tầm với bàn máy, và thứ hai là cái trọng tâm của mình sẽ trực diện với cái chân vịt và hệ thống pin này, được chưa? Ok chưa? Ok cố gắng. Và cái thứ ba là mọi người cố gắng ngồi thẳng lưng, bởi vì thẳng lưng thì chúng ta thấy ngồi lâu đúng không ạ? Thẳng lưng như này ngồi rất mỏi. Ok, cứ thẳng lưng nghe cho mình, luyện tập luôn thói quen, nó trở thành thói quen của chúng ta đúng không ạ? Nghe chưa? Đó, đây là thao tác ngồi rồi nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. Chúng ta di chuyển tay sang bên tay phải, và chúng ta sẽ có thấy hai cái nút, một cái nút màu xanh và một cái nút màu đỏ. Có thể là nút này sẽ màu đen nhưng không quan trọng. Quan trọng nó là có một cái nút bên tay phải là chúng ta sẽ mở một bên tay trái nó tắt. Và chúng ta ấn nó này. Chúng ta nghe thấy một cái động cơ nó chạy giống như là đề. Dễ, cái này còn dễ hơn đề xe máy đúng không các bạn? Đề xe máy có thể ga đúng không? Cái này chỉ ấn lên ra được nhưng mà không dễ đâu. Thì chúng ta phải biết. Các bạn nghe lại nhá. Bởi vì tôi dạy kỹ này thì máy của tôi được bảo vệ. Chúng ta giống, chúng ta hiểu ở đấy có bao nhiêu người có laptop. Rồi ok, có nhiều người có laptop đúng không? Thì chúng ta biết khi mà chúng ta khởi động Win đúng không? Chúng ta không thể bấm được ngay mà nó còn nó loát thế này đúng không? Thì cái máy này cũng như vậy. Khi chúng ta bấm này, nó chưa ổn định tiếng kêu. Nếu mà chúng ta ấn luôn thì máy nó không bao giờ nó chạy. Đấy. Khi nào để khoảng độ 5 đến 10 giây. Đấy, bắt đầu tiếng kêu nó ổn định rồi. Bây giờ chúng ta dí thoải mái thì nó chạy. Ok chưa? Đó. Ok chưa? Cho mình xin một cái tờ giấy không? Cái gì đấy? Ok, vãi em chuẩn bị làm sau rồi ạ. Ok. Thì đấy là cách mình vận hành, được chưa? Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đánh chỉ vào cái suốt này trước. Đến đây mọi người có gì khó khăn không? Có ai không hiểu gì không? Đúng rồi, không hiểu là đúng bởi vì chúng ta chưa học được gì. Cho nên mình sẽ quay chỉ. Chúng ta này, đây được gọi là góc chỉ. Đúng không ạ? Trên góc chỉ nó có cái giá để chỉ, và chúng ta dùng việc rất đơn giản, chúng ta nhẹ nhàng nó để lên thôi. Ở đây nó có hai quận, bởi vì lý do là một quận sẽ chạy vào hệ thống kim, và một quận sẽ nếu là thợ chuyên nghiệp người ta cắm vào đây và người ta sẽ đánh để vào đây luôn, và người ta không phải đánh nữa. Suốt. Ok, gọi là tạm thời là đánh này, nhưng mà đừng có mang thước ra đập nó nhé, không gãy thước của mình. Cái này là hơi to này chị. Đánh hơi to nhỉ. Đấy nhá, đây. Đây gọi là đánh chỉ nhá. Vâng, đánh chỉ vào suốt. Nhưng mà không phải là chúng ta mang thước ra, chúng ta đập vào gãy thước là lý do là thế. Đúng không? Chúng ta cắm vào cái từ bên này là có cái hệ thống đánh chỉ này. Được không ạ? Thì chúng ta cho cái này vào đây. Cho cái suốt chỉ vào đây. Chúng ta đánh cắm vào. Nếu bạn nào nữ nào khỏe tay thì chúng ta sẽ cho kịch vào. Để làm sao cái này nó ở giữa. Còn nếu nào không khỏe tay lắm thì cho ở đây, nhưng mà làm sao nó phải cân. Tốt nhất là cho vào giữa. Ở chỗ này nó có cái khe. Nếu như nặng quá thì các bạn lấy cái tô vít. Được không ạ? Các bạn tách nó ra. Điều rất là cơ bản nhé. Nhiều khi không dạy thì là các bạn tự phòng máy. Tách nó ra thì nó sẽ tóe ra thì nó sẽ to hơn. To hơn thì nó chặt hơn. Hiểu ý tưởng không ạ? Còn nếu không, nếu mà nó nòng quá, nó xoay như thế này. Đó. Thì chúng ta làm sao ạ? Chặt quá thì chúng ta lấy cái kim chúng ta bóp nó lại. Được không? Dạ, ok. Ví dụ như là mình không khỏe tay thì mình chỉ cắm như này thôi, miễn là làm sao cái này nó không chạm được vào này. Nhưng mà nó phải cân nhá. Mình có thể cuốn vào đây. Cuốn này. Cuốn theo chiều này. Đây người ta gọi là đánh chỉ không chuyên nghiệp, bởi vì đánh chỉ chuyên nghiệp là sẽ cắm vào đây, vòng vào đây và nó sẽ tự động vào đây được. Hiểu ý tưởng không? Nhìn cái chỉ này chưa? Sâu vào đây, vòng vào đây, nhưng mà làm như thế lâu hơn một công đoạn mình không thích kiểu đấy. Và mình sẽ bật lên này. Mình tay mình sẽ cầm vuông góc cái này này. Còn nếu không các bạn sẽ nót ra nhé. Lấy một cái vải chúng ta cầm tay vào đây chúng ta nót vào. Không nó sẽ bị đứt tay. Cái nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản. Là các bạn sẽ phải lật cái này lên. Bởi vì lý do là nó sẽ tách ra.
tách cái chân vịt khỏi răng cưa, không nó bị bào mòn. Và các bạn tay các bạn giữ này, giữ thẳng vào đây rồi và tự động máy nó sẽ chạy. Khi mà chúng ta đánh chỉ vào thoi để đạt được yếu tố chuẩn thì nó phải có được cái lực căng giống như là chúng ta quận chỉ trên quận này. Các bạn làm đơn chứ không bùng nhùng nhá. Chúng ta không phải là các bạn nhìn thấy chỉ nó chạy sang hai bên không? Không phải là chỉ tự động nó chạy sang hai bên chứ không phải tay mình lắc đâu. Các bạn nhìn thấy này. Đó. Chỉ nào đánh phải đầy nhá. Đây mình dạy các bạn cái kỹ thuật hai trong trường hợp là về nhà máy. Đây là cái cách mà mình không có cái này nhá. Mình có thể sử dụng một cái tô vít, mình sẽ cho vào giữa này. Nhưng cái này có vẻ hơi khó hơn. Trong trường hợp chống cháy không thì nhỏ hơn khó hơn. Mà nhỏ hơn cũng được. Không đều. Đấy nha, đặt vào như này và tay chúng ta cầm như này được chưa? Em cũng bên này này. Đúng không? Đầy nhá, đầy quá thì làm sao? Chỉ bong. Đầy quá thì không phải là bong ra ngoài mà không nhét được vào đây. Làm rồi. Còn vơi quá làm sao? Nhanh thế. Rồi, cậu nhất định đang ăn cơm mà bọn nó đơm mình ít cơm. À mình xong rồi mình ngồi đầu nồi đúng không? Mình đơm mình ít không? Còn ăn hết rồi. Rồi ok. Và còn một cách thứ ba là chúng ta làm sao để cho được vào đây? Đúng rồi, chúng ta cuộn tay. Nhưng cách này không nên dùng nha, khuyến cáo bởi vì quá lâu. Không phải là đều, không đều mà lâu lắm. Chúng ta cuộn được cái cuộn chỉ này chắc khoảng 200 gram. Đây nha. Ok. Và bây giờ nha. Bây giờ chúng ta sẽ nắp hệ thống chỉ dưới như thế nào? Cho tôi một cái cái chỉ của tôi là màu này, các bạn có nhìn được không? Đây này, cái áo của tôi nó, các bạn nhìn thấy chỉ không? Chỉ thì nó sẽ hai mặt giống nhau này, nhưng mà khi học xong thì tôi sẽ phân tích cho các bạn thấy là hai mặt nó hoàn toàn khác nhau. Đó. Đứng chỉ á? Hay thế nào ạ? Đứng chỉ ấy. Áo này anh chị may ạ? Không, áo này là bạn tôi may thôi. Tôi được hay được học viên may hộ lắm, bởi vì tôi là người mẫu mà đẹp trai mà. Ở đây được cô giáo may rồi đấy. Các bạn lưu ý này, chỉ dưới thì chúng ta sẽ rút vào trong lòng của chúng ta, được chưa? Rút vào như này. Sau đó thì chúng ta để ngửa cái phần thoi này lên này. Chúng ta nó có hệ thống rất chắc như này này. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng luồn cái này vào đây. Và chúng ta luồn cái này vào khe này. Và bắt đầu chúng ta sẽ rút, cảm thấy nó quay là được. Không nắp ngược nha. Có nhiều bạn là nắp như thế này. Hiểu được không? Lúc nào chỉ nó cũng phải rút vào trong lòng của chúng ta, được chưa? Đây là cách nhớ ấy. Tôi nhớ như thế nên tôi thấy mở đầu tôi hay nắp ngược nên là tôi phải nhớ như thế nên tôi nhớ dạy lại cho các bạn, được không? Nắp ngược. Ok. Hiểu cách mà chúng ta để phân biệt cách nắp ngược hay không, là chúng ta cầm tay này mà chúng ta rút thế này vào, được không? Rút vào trong lòng và chúng ta cầm ngược vào đấy, không rồi chúng ta ngửa cái này lên và úp hai cái vào nhau để không bao giờ quên. Hiểu ý tưởng chưa? Rồi, nhưng mà như thế nào thì là được cơ đấy, chứ mà không phải nắp hơn này cho vào máy đâu nhá. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách mà chúng ta kiểm tra, chúng ta kiểm tra như nào để đặt kỹ thuật nha. Thì chúng ta bằng cách là chúng ta cầm nó lên thế này, chúng ta rung cái này, rung này là không xuống, thì tức là con này nó đang bị chặt, được không? Rung mạnh như này. Đó. Thì như vậy là cái này nó hơi, cái này nó bắt đầu nó xuống. Các bạn nhìn thấy nó dài ra không? Bởi vì cái này nó dài ra ít, bởi vì cái chỉ này nó đang bị to. Đấy, các bạn nhìn thấy nó tụt xuống không? Tụt xuống không? Còn nếu như mà chúng ta nắp mãi mà nó không tụt thì sao? Thì nó bị chặt.
chặt thì chúng ta sử dụng cái vít me nhá, tức là loại tô vít nhỏ, và chúng ta sẽ xoắn cái ốc to ở trên này ra, vặn một chút ra thôi, được không? Còn khi mà chúng ta bỏ ra mà chúng ta chỉ thả tay này, bắt đầu nó chạy mất thì làm sao? Quá nóng. Nóng quá thì cũng không được. Làm sao? Khi mà để được nhá, để mà đạt chuẩn thì là chúng ta phải giơ lên như này và chúng ta đấy, nhìn thấy ngon hơn chưa? Ok. Nóng quá thì xử lý như thế nào hả anh bạn? Vặn nó lại. Và chỉ này của chúng ta sẽ để ra cái khoảng cách là 9 đến 11 phần. Có ai biết là tại sao 9 đến 11 phần không? Tại sao? Những người may rồi. Đây là cơ hội các bạn. Tại sao 9 đến 11 phần? Đâu bạn làm đánh cực kẻ áo rồi. Tại sao phải là 9 đến 11 phần? Có bao giờ bạn để bao nhiêu để dài như này được không? Này thì lúc được luôn ạ. À? Kéo lên sẽ giống chỉ. Đúng rồi. Kéo lên sẽ giống chỉ. Kéo được. Kéo được. Kéo xuống. Để ngắn như này được không? Không ạ. À, không. Kéo lên được. Không rồi. Đây là chúng ta. Chưa bị rối chỉ luôn. Đây đúng rồi. Nó sẽ bị rối chỉ. Nha. Đấy là máy các bạn muốn xịn. Bạn muốn máy. Máy của trường. Máy trường trẻ. Thế bạn muốn mua cái móc chỉ này không? Hỏi. Được không? Nên là chúng ta cứ thống nhất với nhau là quy trình nha. Quy trình đúng là chúng ta cứ 9 đến 11 phân được chưa? Khoảng đấy đâu, không cần nhất mang thước ra đo đâu. Khoảng đấy rồi. Được không? Đã, bắt đầu là chúng ta xong rồi. Để chúng ta tạm thời chúng ta để đây đã, được không? Chỉ mới rất đau khổ mà quay. Được chưa? Là khi chúng ta lắp chỉ này thì chúng ta sẽ... Các bạn nhìn thấy ở chỗ này nó có điểm thở không? Chúng ta hướng cái này lên trần nhà, vuông góc của trần nhà này. Từ từ chúng ta đưa tay vào này. Tôi sẽ làm một chuyên nghiệp trước và hướng dẫn cho các bạn sau. Đưa tay vào này. Tay chúng ta cầm hai ngón như này này. Chúng ta luồn vào đây và chúng ta lượn lượn và chúng ta nghe. Thế cái này có mở lên cái máy lên không? Không lật. Ai trên lật rồi. Nhưng mà thế cái này có lật được dễ. Ok. Các bạn nghe nhá. Nếu mà chưa nghe thấy tiếng này thì tốt nhất là không nên may bởi vì gãy kim. Hiểu được không? Rồi ok. Nằm lại này. Rồi ok, nghe chưa? Rồi ok, bây giờ bắt đầu đi nào. Đấy là cách làm nhá. Sau này thì chúng ta sẽ không làm như bây giờ thì nấp lên để hướng dẫn thôi. Bởi vì sau này chúng ta cắt chỉ chúng ta sẽ không lật. Các bạn chú ý bên này này. Được chưa? Các bạn nhìn này, lật cái này nên hướng vuông góc ở bên mặt nào này, được chưa? Các bạn lấy tay mình này. Các bạn đặt vào đây này. Đây ok. Đây được chưa? Hướng cái này lên vuông góc ở cái này, được chưa? Thank you.
bạn chú ý này, không nói chuyện riêng. Các bạn, khi mà chỉ chúng ta nằm yên vị trên cái giá chỉ này, và chúng ta được sâu qua cần chỉ từ bên ngoài vào bên trong, được chưa? Và chúng ta sẽ cắt chéo chỉ, và ở đây khi các bạn ghi lại đi, bởi vì cái này nó sẽ liên quan đến quá trình chúng ta sử dụng. Thứ nhất, đây là tai máy. Bắt đầu tôi vậy dạy vào chương trình khó hiểu nhưng mà vừa này tôi nói kỹ cơ bản. Đây là cái tai máy này. Cái này thì là cái cọc chỉ phụ, tác dụng để chúng ta đặt những cuộn chỉ con. Các bạn hiểu ý tưởng chưa? Ok. Còn là nó chỉ là đi qua đây thì không cần thiết, bởi nhiều lỗ quá. Chỉ cần qua cái tai máy này là được rồi. Tai máy này thông thường nó sẽ có 3 cái lỗ. Vậy cái lỗ này để làm gì? Luôn chỉ ạ. Tại sao phải luôn luôn chỉ như thế nào? Thì chúng ta sẽ cắm vào lỗ 1 và lỗ 3, được chưa? Chúng ta có cắm bằng cách này, cứ cắm từ trên xuống này, cắm trên xuống này, chúng ta lại vòng tay này, lại cắm trên xuống. Tại sao lại phải cắm như thế này, có ai biết không? Em có nắp chỉ rồi, em có cắm như thế này không? Đã có ạ. Tại sao phải cắm như thế này, giáo viên có dạy em không? Có, thầy em quên rồi. Thầy có dạy ạ? Có, nhưng mà quên rồi. Tại sao phải cắm như thế này? Tại sao tôi cắm như thế này cho nó máu? Cắm một qua một lỗ thôi, nó khác gì cắm ba lỗ? Đồ chỉ không. Hả? Mình thấy cái gì nó cử động, cái đấy nó có tư duy phải thế nào, ai tư duy được cái này? Căng hay căng? Căng làm sao được? Nó không bị rối, không bị rối trên. Rối là như thế nào? Không thể mà anh cắm đấy thì chẳng khác gì. Nhưng cái vấn đề là tại sao phải vòng lên vòng xuống như này, nó khó là cái gì nằm vòng mình cứ thẳng thành tự. Tức là thẳng tính hơn chứ. Tại sao lại phải lòng vòng làm gì cho nó khổ thật? Vậy xin mình không trả sao? Sao? Các bạn nhìn thấy cái, nó kết nối với cái gì nhỉ? Cục đồng tiền lọt xuống. Cục đồng tiền. Các bạn nhá, khi mà tốc độ máy chạy ở tốc độ cực kỳ cao, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn thấy là chỉ nó sẽ cản lại ở đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ không làm cho rối cuộn đồng tiền. Mặc dù nó, ví dụ nó đi xuống rất nhanh, hiểu không? Chỉ nó sẽ ngay lập tức ăn đây. Nếu như bạn không làm điều đấy thì ngay lập tức chỉ nó sẽ xuống cục đồng tiền và nó sẽ rối luôn, là cục đồng tiền nó sẽ xảy ra hiện tượng đứt chỉ. Nên là chính vì lý do như thế, và cái tai máy này nó sẽ sản xuất ra để nó sẽ cản lại trên chỉ trên. Đấy là tôi giả vờ hiểu như thế thôi, không biết là chuyên gia họ nói gì. Được không? Có lý không? Có lý. Có lý không? Có lý. Ok. Thì tạm thời như thế thôi, bởi vì tôi cũng đi học, tôi không được dạy tại sao nó phải làm ba lỗ. Tại sao nó phải cắm như thế, được không ạ? Rồi ok, các bạn nhìn này. Khi chỉ xuống cụm đồng tiền thì nó phải được nằm ở giữa hai cái đồng tiền này. Nguyên lý cấu tạo của hai đồng tiền này là nó được ép bởi cái lò xo và ép hai cái miếng mỏng sắt mỏng này vào nhau để nó tạo ra một cái lực căng để giữ lại cái lực chỉ trên. Các bạn nhìn thấy chưa? Nếu như mà chúng ta đặt ở bên ngoài chúng ta kéo rất nhẹ, đúng không ạ? Nên là chúng ta muốn giữ được cái nực chỉ thì nó phải cậy ở dưới nhá. Có nhiều bạn để ngay tí như thế này thôi, được không? Như thế là sai. Mà chỉ phải đảm bảo là nằm ở giữa như thế này, được chưa? Các bạn nắm được chưa nhỉ? Ok, các bạn kiểm tra như thế này nhá. Khi chúng ta sùi chỉ hay là chúng ta sùi chỉ hay là chúng ta căng chỉ thì chúng ta chỉnh ở đây. Với tất nhiên là chúng ta sẽ chỉnh mũi nhẹ nhẹ thôi. Ok. Khi chỉ đi qua cùng đồng tiền, chúng ta sẽ móc qua cái phần này người ta gọi là gì? Dâu tôm. Dâu tôm, tuyệt vời. Dâu tôm này mà nấu với ruột bầu tuyệt vời. Dâu tôm chúng ta được vòng lên này. Và chúng ta sẽ vòng xuống và qua cái dâu tôm này. Nguyên lý hoạt động của nó là dâng lên và dâng xuống rồi. Giống hệt là... Là gì nhỉ? Chỉ cái dâu tôm. Chúng ta đi câu cá bao giờ chưa? Nhìn cái phao là con cá câu chưa? Ok, tuyệt vời. Nó cứ như thế này thôi. Thì các bạn nhìn thấy điều gì nhá? Thì cái nguyên lý hoạt động của nó là nó sẽ thu về cái lượng chỉ thừa, các bạn ạ. Các bạn nhìn này nhá. Ở đây đang căng đúng không? Ở đây nó đang trùng này. Các bạn nhìn thấy chưa? Khi tôi bỏ tay ra thì nó sẽ căng. Như vậy là khi mà chúng ta dừng máy một phát thì nó sẽ đảm bảo là nó sẽ vét lại lượng chỉ thừa để tiếp tục nực căng để may mũi tiếp theo. Tôi cũng hiểu như thế thôi. Không biết là có đúng hay sai, các bạn sẽ bổ sung cho tôi được không?
bởi vì giáo viên cũng dạy tôi. Tôi vòng vào đây được không? Được. Đây gọi là cái tay máy. Và cái này là cái gì các bạn? Giật lên. Ấy, nhanh lắm. Cái này là cái gì? Cái này người ta gọi là tay máy các bạn ạ. Tay máy thì có nguyên lý hoạt động của nó là chỉ chạy lên và chạy xuống mà thôi. Thế cái kia là cái gì? Tác dụng của nó là gì các bạn biết không? Tác dụng của nó là gì? Nếu các bạn muốn tìm hiểu tác dụng của nó thì có hai cách. Một là tôi sẽ bảo với các bạn, hai là các bạn về các bạn tháo bỏ cái này ra và các bạn lắp chỉ ra. Nhà không máy à? Bao giờ mua máy? Mục tiêu khách hàng. Mua máy cũ hay mua máy mới? Em nghĩ là chị sẽ mua máy mới. Mới, mình không bán máy mới mà. À thì quá tốt. Đúng không? Nguyên lý hoạt động của nó là làm sao nhỉ? Nó sẽ chạy lên và chạy xuống mà nó có cái tác dụng kéo chỉ. Lấy chỉ ở quận chỉ cho chúng ta. Hiểu ý được không ạ? Ok. Móc vào đây. Và chúng ta sẽ sâu vào cái phần hổng của trục kim và tai kim nhé. Và đến đây thì chỉ của chúng ta sẽ à, ok đấy, nó còn có cái đèn này. Nhưng mà chưa dạy đến cái đèn chúng ta đồng ý nó tắt đi không? Đèn để làm gì? Đèn để chúng ta có này. Người ta thử ra bật đèn đi. Cái đèn chúng ta nhìn này. Chúng ta sẽ sâu đến đây rồi, chúng ta nắm được bài chưa? Rồi ạ. Thì chúng ta sẽ sâu kim này từ bên trái qua bên phải. Nếu sâu ngược lại thì sao vậy? Sâu ngược lại thì nó sẽ bị đứt chỉ. Bởi vì lý do là bên này nó có cái ránh kim. Ránh kim có tác dụng là